Đây là một cây mai khủng nha mọi người. Chiều cao khoảng 5 mét. Đây là gốc cây mai này. Đây là gốc cây mai này. Năm người cùng di chuyển một cây mai. Cái bề hoành của tán cây mai nó phải cỡ khoảng 6 mét. Cây mai này sẽ được di chuyển đến chiếc xe tải. Cây mai này bao nhiêu tiền nhỉ anh? 30. 30. Dạ. Cái này em cho thấy chưa có bán. À dạ. Dạ. Quá trời. Cây này chậm biết phần. Cây chậm rồi. Cây này bán không? Đó. Cây này bán không? Cây này cũng bán mà giờ người ta thuê rồi nào. Không có, cây này qua tết bán không? Nhiều. Con cây giống vậy.
quay cái mặt sau quá nhìn nó dữ, mặt sau bộ rễ nó dữ lắm. Cây này là được bao nhiêu tuổi đây? À, 30 mấy năm rồi. Dạ. Thì là 4 mấy năm rồi. À. À, vậy là cây mai này người ta cho mướn 30 triệu.